Chào đón năm 2022, shopzoomitv.com khuyến mãi 100% cho tất cả các loại thẻ cào ngay sau khi nạp thành công. Những bao lì xì 10.000 kim cương quân huy hoặc RB miễn phí khi nạp thẻ thành công từ 30.000. Tỷ lệ trúng thưởng cao với gói vòng quay đầu năm siêu may mắn. Truy cập ngay shopzoomitv.com từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 để nhận những phần quà ưu đãi đón chào năm Nhâm Dần nhé. Chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình chính là Zoomcute Fumeware. Và trước khi bắt đầu video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 1.500k subscribe sớm nhất nha mọi người. Ok, thì bên dưới mình có để link Facebook của mình cũng như là link Instagram và nhóm của Jimmy và Gia. Thì mọi người nhớ nhấn theo đó là tham gia cũng như là follow Facebook và Instagram của tôi nghe. Trời ơi, cảm ơn anh luôn á. Ok, còn bây giờ thì cho video thôi. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy mẹ? Con quay mất hôm nay là chúng ta cùng nhau đi cắm trại rồi hả? Ôi, chết rồi, mình quay mất kêu luôn. Hôm nay chính là chủ nhật các bạn ơi, mình phải đi cắm trại thôi. Đúng rồi, giờ phải đi nè, mẹ chuẩn bị đồ hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần đi ra tới đó thôi con. Đi. Trời, con háo hức không? Háo hức quá đi thôi. Ủa? Hướng này nè. Ừ, đi sao? Luôn rồi mẹ. Đi luôn. Ủa, đi, giờ đi, mẹ đi, có đi, chuẩn bị đồ ăn chưa? Trời ơi, mẹ chuẩn bị hết. Con gắn rồi kìa mòn. Trời ơi, có hết. Có bao nhiêu đâu? Mẹ chuẩn bị hết cho con gái của mẹ rồi nè. Đâu, chém. Đi. Ấu, mẹ ơi, đây, sao đau quá vậy? Đau quá. Ôi, tối nhoi nhoi này. Nắng cháy cái đầu ơi. Đây nè, đây nè, tới rồi nè. Wow, cắm trại này thiệt là đẹp mấy bạn ơi. Hôm nay mình sẽ quay vlog cho các bạn coi. Các bạn nhìn nè, ở đây có cái máy âm thanh luôn. Ủa, sao mà không đột vậy? Dở mà mẹ ơi. Dạ thôi, cho chết rồi. Ủa, mình nhân viên đây đâu ta? Ôi dồi, hết hồn. Rồi, nó tắt luôn. Bây giờ, ủa, nhân viên đâu ta? Ủa, nhân viên đâu? Ủa, mất. Ủa, có mày. Ủa, quay, khách tới. Hai quý khách tới đây làm gì? À, muốn cắm trại đúng không? Chơi tới đây để bắt cá hả? Ờ, nói chuyện nhân viên quá vậy. Vậy được rồi. Để tôi kiếm cho quý khách một cái lều thiệt là đẹp nha, cảnh đẹp nha. Cái lều nào mà dành cho hai mẹ con không? Tôi là con gái hả? Vậy? Đó. Con gái chú mặc áo cái bông vợ giống con gái á. Chú này cũng con gái à. Thôi mấy chú này có mặc áo cái bông kỳ quá. Ủa, con? Chú ơi, đây là chú idol mà. Đi. Cái gì idol gì idol gì super idol á. Thôi đi coi, quay đây. Người ta có thay đồ. À, thay đồ á, phải super idol á. Ok. Thôi đi coi idol sushi mà. Để chú kiếm mấy đồ mới cho con. Mẹ đi cho con mà bán nè. Mấy chú idol đi. Lá kẹo mẹ quên đưa nữa. Trời ơi, đưa trong một cái lại của con luôn. Trời ơi, lại lấy thôi. Ơi, chỗ này đã quá. Wow, em kết nè, vua nè, bánh cà phê, bánh ghế cookie nè, trời ơi, xịn quá, nén bơ nè. Cá ơi, ăn bánh đi cá ơi, chọc bánh nè. Ơi, mấy bánh mà con quăng xuống hồ là coi như bị ô nhiễm rồi con. Ủa, chị hai mẹ, chị hai mẹ chỉ làm giùm con đi. À dạ, trời ơi, cái gì vậy con? Rồi nè. Rồi, được rồi, bắt đầu là đi, tiếp nè, đây, vậy vẫn có cái lèo, vô. Trời ơi, cái gì? Con trai vô mà mặc đầm của con gái vậy giờ còn cua dây nữa. Ủa? Cái gì? Trời ơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì cũng mặc đồ như vậy mà con chi? Hello. Nói vậy? Ê, ta nha mày. Đấy, xỉ ra vậy con. Đây là bạn. Cái gì mà con chi? Ồ, mà cái gì vậy? Ôi, hai anh. Hai anh này mặc đồ như con gái vậy đó. Còn ông này mặc đồ đẹp nè. Ủa sao? Hai tụi mày lấy mặc đồ má tao mặc vậy? Ủa đâu này thấy trong tủ là mặc luôn chứ đâu. Đồ má tao chờ vô thay đi hai quỷ. Trời ơi. Ủa rồi nhân viên mà sao mặc đồ nhâm chủ vậy ông nội? Ờ mày tôi làm chủ ở đây mà. Ok. Chị vô giới thiệu đi chú. À đúng rồi, đây có nhiều cái lều lắm con muốn cái lều ngắm ngay chỗ nào, ngắm ngay ra bờ hồ đó, tối đi xuống hồ luôn con. Hồi nãy con bỏ bắn xuống dưới cho cá ăn mà cá không ăn chú xuống đây chú. Ôi trời. Ôi trời. Mẹ thấy chú cá ăn rồi kìa. Chết rồi mấy con chú ơi. Tập thủ không? Ờ, nhân viên tập thủ không? Ơi. Trời ơi. Ê, bưng lên. Chú ngu lên đi chú. Trời ơi. Ui, khách mình giờ tôi lên chú. Trời ơi là trời. Chết rồi, bây giờ bị sốc nước rồi. Ai hốt rồi mẹ ơi, giúp đi mẹ. Giúp đi. Trời giúp cái gì? Chẳng bây giờ mẹ mới giúp đi. Bị gì vậy kìa? Trời ơi, nhưng đạo kìa. Nước con ơi. Ở đẳng có ai kìa? Mẹ. Ở đẳng có ai kìa? Trên cây á. Ai? Ủa? Có thấy gì đâu? Gì vậy con? Đang cố giúp người đây nè con. Trời ơi. Ai vậy? Trời ơi, tôi đánh. Nhưng đạo cho trời ơi, tôi bị đánh. Tôi cũng biết. Mẹ, ở đẳng có ai kìa? Trên cái cây á.
cái gì đâu trời, gì vậy mấy, có ai đâu thầy ơi. Sếp ơi, sếp không quẹo rồi vậy. Cái gì, nhìn con coi, kệ cái gai gai của người đúp rồi. Đúp rồi, đúp rồi hả? Ê ông chủ, trời, con bò, con bò mà con cái gì vậy? Trời ơi, gì vậy, gì vậy? Mùi bình tĩnh nó kìa. Ơi gì vậy, mày hiểu gì luôn. Ê con đi đâu vậy? Đi vòng vòng giống chạy. Mẹ nó đi chơi hả mẹ? Trời ơi, trả tiền lao chị ơi. Ủa gì? Đó vậy mình nói nghe cái cây của người mà. Cái cây dữ vậy trời, không hiểu luôn á. Đó vậy ngại đây nè. Đương nhiên là phải đáng sợ rồi. Lại đây nhóc, lại đây. Ghê quá à. Xin chào mọi người zombie, cùng bạn tên gì? Tao là Cartoon Cat. Đặt cái gì vậy? Tao là một con mèo hoạt hình. Tao rất là đáng sợ. Chết mày rồi con. Trời ơi, hù cũng mất hoài. Con sợ mày. Không sợ. Đi cắm trại không chịu chạy đẳng vui lắm á. Thôi, đừng. Đằng kia có mấy con người tao mà tới cái người ta sợ, người ta chạy hết. Không có sợ đâu. Ủa vậy à? Tưởng ai cũng sợ ta chứ, nhưng mà là mấy đứa nhóc như người phải sợ ta lắm chứ nhỉ? Không sợ, liu liu đâu có sợ đâu. Mày lấy mày đi thương mà. Vậy là chưa biết sự đáng sợ của Cartoon Cat rồi, đợi xíu. Là sao? Wow. Sợ như nào? Ủa sao giọng mày kỳ vậy? Nhưng mà tại sao không sợ tôi? Tại vì không sợ chứ bộ. Hù lại coi. Để lại coi. Hù ê. Tôi sợ quá, trốn vô cái cây, trốn vô cái cây. Cuối cùng cũng sợ rồi. Mình đúng là một con Cartoon Cat đáng sợ mà. Cái gì vậy? Cái con mèo hồi nãy đâu mất tiêu rồi? Là mình á, sợ chưa? Hay để mình làm lại. Ôi, là bạn biết cái con ma đó, bạn còn đáng sợ hơn mình nữa vậy. Nhà đẹp dữ vậy ta. Này là nhà của tôi đó nghe. Tôi là Cartoon Cat với Cartoon Te nên nhà tôi rất là dễ thương. Dễ thương không? Ủa sao khác bạn dữ vậy ta? Khác gì trời? Bạn đừng có mà. Ấy, hello, ai vậy? À, con này là con mèo cưng của tôi. Hello. Hello. Đây là bạn mới của tao đó mày. Lâu lắm rồi tôi mới có người đến chơi chứ bình thường người ta sợ tôi lắm. Tôi không có ai chơi hết. Bởi vậy như vậy á. Hello bạn mèo. Đúng rồi, người ta chỉ đánh giá tôi. À, ông không biết nói chuyện, nó bị đù. Ê, nó nói chuyện được kìa. Tức cái mặt nó đây, đừng có để cái mặt đó nữa. Ê, lại nói cái gì vậy, cả tung ca. Ê, bạn mèo, đừng có lại đây. Ủa sao con mẹ của tôi nó biết nói vậy? Sao mà mình biết được, để bây giờ mình coi bạn biết nói không. Ghê quá. À đâu. Nó sướng rồi. Trời ơi, chết nhát thiệt. Mình cáo cái mặt nạ ra nè. Có gì đâu mà sợ. Kén hay cho bạn hù tôi. Đâu coi, đỡ tôi một chút xíu. Dám hù tôi hả nha. Bạn đừng cứ hù tụi tôi nữa. Bạn muốn gì thì bạn lấy đi. Nhà tôi có nhiều thứ lắm. Lấy rồi đi, đừng có hù hai đứa mèo tôi nữa. Mình đâu có hù đâu. Thôi đừng buồn nữa. Thôi, có nhiều bánh lắm nè. Ủa bánh hả? Nhưng mà ăn thử miếng coi. Ăn không? Ăn đi bạn mèo. Quý ô là bạn mèo con. Mèo con ăn đi, mèo con. Lâu lắm chúng ta mới có tiếp xúc được với người ta, chứ không bấy đùa đâu con. Ngon không? Con ngon quá trời luôn. Ăn miếng nữa nghe, ăn miếng nữa nghe. Ấy, mày lấy của tao rồi mèo. Wow, nhà thiệt là dễ thương quá à. Nhưng mà có hai người ở chén quá giờ. Đúng rồi, mấy năm trời rồi chỉ có tụi tôi ở đây thôi, không có ai hết trời. Vậy hồi nãy là bạn đứng miệng hù mình dạ, bạn định bắt cóc mình đúng không? Không có, tại vì tôi muốn kiếm bạn thân thôi à. Vậy thì tôi sẽ là bạn thân nha. Thì không. Thiệt mà, nhà bạn dít cũng dễ thương đó, để coi. Người ta ai cũng không muốn chơi với tôi hết, nhìn cái mặt tôi đáng sợ quá, người ta bỏ chạy hết trơn rồi. À đâu, mất rồi. Có gì đâu đáng sợ. Bạn cười á. Tôi thấy bạn mới đáng sợ. Tùm lum á. Gì?
Cái gì đó mà đáng sợ. Cái mặt bạn ngu ghê quá trời, nó còn sợ hơn tôi nữa. Tôi gì mà nghĩ người ta sợ đâu trời. Ôi kệ đi. Thôi chắc mà mình phải đi về rồi. Mình không có đi chơi được rồi. Không được đâu, không được đâu. Thì mình sẽ quay trở lại sao, được không? Bạn bạn yên tâm nha, mình sẽ chừng càng ngày càng dẫn nhiều bạn tới đây chơi với bạn nữa. Tại vì nếu mà bây giờ mình không về á là mẹ mình ở chỗ cắm trại sẽ lo cho mình lắm. Hứa gì, hứa gì. Ngân luôn. Ok, ngập ngân. Ủa, là gì vậy? Nhắn tên đi học của mình á. Còn mình tên là Dung Bi. À hiểu rồi vậy nhớ nghe hứa rồi đó, nghe hứa Ngọc Ngân. Bye bye Ngọc Tuôn cá. Bye bye Ngư Ngọc Ngân. Bye bye. Có học đứng quả hù bây giờ. Trong cái lại bye bye. Chúc yêu bây giờ. Bye bye. Nhớ quay lại nha. Bye 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 bye. Ai ơi. Bây giờ mình phải đi về cái chỗ cắm trại nè, ông Cạch Tuôn Cát mình chỉ ông muốn chạy về tới đây luôn mấy bạn ơi. Mà công nhận là bạn Cạch Tuôn Cát thì thiệt là dễ thương quá chứ trời. Bây giờ mình quyết định mình phải đi về chỗ liều chảo thôi, mẹ mình sẽ vô ấn cho mình ngắm. Được rồi. Ôm chi tay nghe chú nhược. Vậy vậy trời. Anh bảo rằng tương sau anh đến. Gì vậy trời? Hãy một nụ hoa xinh xinh màu tim tim anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tổ. Hát chung đi. Ok, vậy nên đó anh sẽ đến thăm em. Trăng trời ơi. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo. Tôi ta tan lớn. Không biết kìa. Con ơi con. Anh ta từng chừng bay. Chẳng ai xa là người đó chính là anh đây. Ôi trời 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 trời. Đó. Gì vậy mẹ? Em đang tiên đón cô anh thật không? Mình không phải chơi. Dạ gì vậy? Thôi thôi. Mẹ ơi. Tình duyên. Hãy lại đi mẹ ơi. Bây bà. Xin dạ. Dạ đi mẹ ơi. Trời ơi chỗ này bị khùng hết rồi. Đi dạ. Đi dạ con ơi. Trời ơi. Quá quên nghe cách không mới lại. Ừ nhé. Con chào chú cô Quyên với cô Chi. Ép mẹ hát xong giờ vậy con. Anh ơi. Dạ. Mẹ ơi. Sao mẹ hát gì kỳ quá vậy? Bị ép con ơi. Gì mà để em chia tay tiêu chú nhật gì giờ anh hời anh cài lên tóc của em gì ghê quá mấy bạn ơi. Trời ơi mẹ của mình dẫn con về đi mẹ ơi. Ơi đang đi về nè. Ủa giờ mẹ làm gì vậy? À chiều giờ tắm nắng rồi xong rồi bị mấy ông quỷ kia ép hát karaoke á con. Trời ơi chán vậy trời luôn. Ôi đi về ngủ. Ủa giờ con đi đâu vậy? Chiều giờ con đi vòng vòng. Rồi xong nó ngủ luôn. Thôi đi. Giờ mẹ xuống đi con, mẹ lưng quá. Từ từ, để mẹ... Con có mỗi lưng nữa nè mẹ. Trời con làm gì con mỗi lưng. Thôi mẹ đi... Mẹ tắm nắng hả? Không, giờ tắm nắng gì nữa, mẹ ngủ. Dâm mây ơi. Nghe nhau, nghe nhau. Ai gọi tôi đó? Tôi là Dâm. Nếu là Dâm, mày cho xem tóc. Trời ơi, tao là gì vậy? Nên không cho gặp mặt. Cho bánh nè, hello. Ờ, cho bánh hả, cho đi, mình mời vô nhà. Xin chào hi ha, mình là Jimmy, năm nay mình 4 tuổi, mình rất là dễ thương. Biết rồi bà ơi. Ủa sao mẹ bà ngủ nay giữa đường vậy? Ủa, bánh hi ha cho mình nè. Đúng rồi. Đó, mình có thể ráp thành một cái bánh thiệt là to luôn. Ngon quá à, hi ha làm hả, mình cũng có bánh cho hi ha nè. Ê, ngày mai đi chơi không? Ngày mai mình có chỗ này dẫn hi ha đi chơi bao hết luôn. Thiệt không vậy? Vậy ngày mai nhớ là ngày mai dẫn tôi đi nghe. Được rồi, ngày mai mình sẽ dẫn Hia đi, Hia yên tâm nha. Ok, ngày mai gặp lại, bye bye. Ok, bye bye. Mẹ ơi. Gì vậy chiều cài lên mấy tóc em ngủ luôn. Gì vậy trời? Thôi, mình cũng đi ngủ luôn mấy bạn ơi. Chứ mẹ mình vậy là mình thấy không ổn rồi. Không ổn rồi. Chết bà, mình thấy không ổn hơn khi mình đập cái đèn rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Hát lên rồi. Thôi tôi đi ngủ đây. Chứ mất công lát nữa mẹ tôi làm hư cái lỗ tai của tôi luôn đó mấy bạn ơi. Đi ngủ. Hi ha ơi hi ha. À hi ha là cái đồ mà giống như cái gà.
Đi ra chỗ khác chơi. Trời ơi, tôi đến đây chơi trước mà mấy người cây cột gãy. No. Chơi trước không có què không có nghĩa là ở đây trước. Không có nghĩa là của bạn, ok? Của bạn rồi. Ai đó mày? Đừng có đánh nhau. Cây cột kỳ quá à. Giống mấy thằng con trai quá vậy. Trời ơi, sao? Ủa, đi ra đi. Không có chơi mà. Mấy bạn đi chơi đi. Ai lấy đồ? Trời ơi, mấy người này kỳ cục thiệt chứ. Đâu biết đổi cho vui hơn cả đi. Đi qua cái chỗ mà hôm qua bạn nói đi. Đồ nhỏ đỏ chót, đồ thằng nhỏ chót hay rồi. Ê, đi qua cái chỗ mà hôm qua bạn nói đi. Đi, chỗ này vui lắm à. Đi thôi. Đâu, chỗ nào. Hướng này nha ơi. Ok, go. Quẹo. Con quẹo, quẹo. Không chịu đi theo tao gì hết, con bướm xấu xí. Đi thôi. A few moments later. Wow, nhà đẹp dữ vậy Dũng ơi. Là siêu cô tè luôn đúng không? Đúng rồi, nhìn màu hồng rất là thích hợp với cô đó. Nhà màu của bạn tôi á, đi đi đi, qua đây chơi. Bạn của bạn hả? Đồ. Ôi. Tôn cá ơi, mình đến rồi. Ai giờ con mèo này mày chơi gì mà ngu vậy, tránh đường ra cho tao tay coi. Đây lâu đài cát gì vô. Ôi Dũng ơi, sao mà chơi cái gì mà người đáng sợ quá vậy? Bạn mới, hello. Không có. Không người mới. Không có hù bạn tôi nha, bạn tôi sợ rồi kìa. Ồ, vậy hả? Thôi thôi, không hù nữa, tôi đang xây lâu đài cát mà Dũng mới biết không? Con mèo này nó ngu gì đâu, nó xây cái lâu đài cát của nó ngu chi nè. Bực thiệt chứ. Trời ơi, xây mà coi đụng đâu. Mi chơi cái gì vậy? Ủa dễ hơn mà. Lại coi. Nhìn thấy ghê luôn. Nè, cho nè. Nhìn có ghê gì đâu. Dạ. Ồ. Sao đang chơi nhanh vậy? Sao bạn chơi nhanh vậy? Nhanh gì? Bạn gặp tôi cá này rất là tội luôn á. Mấy bạn này không có bạn để chơi chung, ai cũng sợ mấy bạn nó gì dễ bên ngoài hết trơn á. Trời ơi, chơi như vậy bên chưa. Ai da đâu? Ai da chơi chung cá làm bánh cho tụi mình ăn hay mà tụi mình vô nhà nữa. Cái tôi không sợ mà mọi người sợ đó. Đi. Có khách. Đâu rồi. Mời mọi người đến nhà của tôi. Đây là nhà của tôi, các mọi người ngồi đây. Tôi sẽ nấu cho mọi người ăn món bánh mèo. Bánh mèo là bánh gì vậy? Bánh hoa tây mà. Mày phải cái đâu mặt con mèo kìa. Cái mặt con mèo đó. Mặt tôi á. Mặt con cờ ghiếp bơ mà. Ừ. Vậy sao biết hay vậy? Không biết được. Bờ gồ gây gáp mà. Dạ ghê quá vậy. Thôi làm món khác. Trời ơi, có biết làm không vậy? Thấy chưa? Thấy mấy bạn đó dễ thương không? Ừ, cũng dễ hơn đó. Thấy chưa, mình nói rồi mà, còn tân mình nữa. Mọi người, tôi sẽ cho hai người bộ đồ cực kỳ dễ thương luôn. Bộ đồ? Đúng bộ rồi. Bộ đồ với hương là cái gì vậy? Đâu? Bộ đồ trong tủ á, mọi người lấy đi. Trong có hai bộ dễ thương lắm á. Có bạn làm mai cho tụi mình hả? Đúng. Bạn gặp tung cái con là dễ thương lắm hả? Đúng rồi, dễ thương thiệt quá. Thôi, tôi đi hai đồ luôn. Ê, bạn là ai luôn hả? Dễ hơn chưa? What cool. Bà sửa này nghe. Đi ra ngoài cho người ta thay đồ đi. À quên. Ok là. Dạ cái gì vậy? Thầy ơi, để mình lấy đồ thôi. Ôi dạ, có bộ đồ dễ thương á, mình phải mặc đồ dễ thương luôn. Ta. À đồ giùm bò sữa, Ông chưa giùm mày ơi, là qua. Ông chưa vậy? Wow. Ủa đồ cặp luôn nè. Đúng rồi. Ừ. Mày dễ thương quá hả? Trời ơi, tôi may mà, bởi Xuống đi, nhầm cá đi. Cà tuôn cá đi. Ê, cà tuôn cá thôi đi dạ. Cà tuôn cá. Trời ơi, đâu ra cái bộ đồ cu te vậy? Cùng bày lái của tao quá. Ai sao đây? Dạ, tôi may chứ. Ờ, thế hả? Ờ, ơi nhưng mà tôi đang chiên cơm cho mọi người nè. Chuẩn bị ăn chưa? Trời ơi, chiên cơm nữa hả? Ủa, chiên cơm này là cơm nắm mà sao chiên kỳ vậy ông nội? Ủa dạ không ạ? Chết rồi, lộn rồi, kệ đi. Không biết nấu ăn thôi kệ mọi người ăn tạm ngang. Không chơi. Không quá ta. Đúng là cả tuần tới rồi trời. Lộn xỉu nhau. Ngon. Có hai con mèo với nhau toàn ăn cá không mà không biết làm cái gì hết. Không lắm coi. Ngon. Có bánh này nè, con cá. Cái cục gì vậy? Bánh đi ra làm á. Bánh á. Chưa được ăn nha, để mình trang trí cho đẹp. Ủa là la. Ủa là la, wonderful. Wow, hôm nay có mấy bạn tôi vui quá, Xinh. Ăn đi. Ăn đi. Chưa. Trời ơi.
nhiều quá. Ôi, nhiều quá. Chết, tôi lỡ ăn rồi. Tôi đặt lại cho nè. Ủa chưa hả? Cao quá không đặt được, thôi mệt quá ăn đi. Ăn luôn. Ăn đi. Ăn đi. Nữa nè. Ui, trời chiều rồi kìa Jimmy ơi. Chó rồi. Ây da, ây da. Jimmy ơi, trời chiều mất kêu rồi. Kêu hả? Đúng rồi, chiều rồi, kêu rồi. Trời ơi, vậy tụi mình phải về nữa rồi. Chơi vô đã lại chơi nữa đi, chơi tiếp đi. Ngày mai qua chơi tiếp. Ngày mai mình qua chơi tiếp, yên tâm nha. Gì hứa gì á, hứa gì á. Ngân nhớ nghe ok. Ông mày này là hứa gì này hứa gì hứa gì tốt người vậy thôi hai anh em mình vô cô đơn tiếp bơi mèo. The next day. Trời ơi mẹ đi đâu mất tiêu luôn rồi, sáng sớm mà không giữ con mình gì hết trơn. Dầm mây bị khùng hay hello. Đi qua nhà cặp con chat chơi nè, trời ơi. Đúng rồi, mình cũng muốn đi nữa, hay mình mặc đồ dưới đường không? Ừ, rồi, đi, tụi mình lên đường đi. Đúng rồi, đồ đâu ra nhìn đẹp quá vậy? Tụi mày mặc đồ dưới hương quá, mình tặng á. Đúng rồi, bạn của tôi tặng. Ai tặng vậy? Ai hỏi làm chi? Không biết được đâu, đó chỉ là một bạn rất là cô tiếp. Thôi đi chơi thôi, Jimmy. Ê, đi ba, đi cùng với. Ê, đi cùng với. Đi cùng với nghe. Nói rồi đó nha, đừng có quậy nha. Quậy là bạn. Ok, không quậy. Không có hình quậy. Không quậy. Đi học đi. Mày giỡn mặt tao hả? Mày qua đây chơi rồi mày còn đánh giùm mi của tao nữa là mày muốn gì cái thằng đầu xanh này? Mày muốn gì hả mày? Cái gì hả? Tự đặt của nó đây. Mày làm tao tức lên rồi. Tụi bay đâu rồi? Dẫn ta tuôn ca trà. Mày nè. Tao sẽ ngoạm cái đầu của mày. Cái đầu mày đâu rồi? Cái thằng kia chơi con gì ghê quá à. Thôi mày bị xử luôn. Bây giờ mày có chịu nghe lời tao không? Nếu không mỗi cái đầu của đứa mày tao sẽ quạm từng đứa. Từng đứa. Mèo. Rồi sao? Ta đi. Trời kia. Nghe hồi thì tốt. Cho ăn bánh nè. Mấy đứa lại ăn bánh mấy đứa. Cơm. Mà không có đi cái chứ. Bị mất cái đầu nè. Liêu. Nhỏ đầu đỏ. Bánh cơm mày. Chó đầu đỏ. Ăn cũng cái đỏ. Bánh ngon. Thằng này cũng đầu đỏ bò. Mấy thằng kia có ăn không mày? Tao để cho mày ăn là tao mặm hết tụi bay đó. Thằng đầu xanh quá vậy. Ngon quá vậy. Ăn cái bài. Cái con ngựa ô. Ngựa ô anh cưỡi như cưỡi con ngựa. Ngựa ô. Ghét dở quá. Cái gì? Tao mà ghét dở mà. Thôi đánh dở. Mày vô hát cho tao. Mày vô hát cho tao coi. Con thử coi. Có hay không? Con bò nắm kia. Rồi lại đây. Ok. Không chịu hát tôi cho cạch cắt okay. Đầu mày ngu. Nghe. Đường hương đâu? Ê ải nhân. Thôi mày hãy hát luôn đi. Thôi mọi người chơi thoải mái nha. Cứ tự nhiên như ở nhà của cả con cá. Thằng này hát lên cả con cá mày nè. Đây. Đúng rồi. Đây đầu tư cái mic nè. Nhanh lên. Rồi. Bây giờ anh biết thì cũng chẳng để làm gì gì. Đâu phải cho cặp tung kết bà cũng để đâu làm được gì á. Ê sao mèo cái cáo vậy? Ôi mèo đừng cắn nó coi để xíu ba ăn đầu nó coi đừng cắn nó coi. Ok rồi, tụi mình chơi rồi. Let's go. Ok các bạn ơi, và video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi công chiếu này của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, see ya yo. Nhấn đăng ký nha. Còn bây giờ thì okay. Bye bye. Đi xuống rồi. Con nhỏ đeo đi húi quá. Đúng rồi. Mày muốn cái gì? Dạ. Hello.
xin chào mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.